Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với việc mức sống được nâng cao thì số lượng bệnh nhân gút lại có chiều hướng gia tăng nhanh với biến chứng nặng. Theo nhận định của các bác sĩ, sự chủ quan của người bệnh khi không chữa trị sớm và kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nặng. Do đó, ngay từ khi có biểu hiện đau nhức xuất hiện, người bệnh cần sớm được thăm khám và điều trị. Một trong những phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh gút đang được nhiều người sử dụng hiện nay chính là viên gút Metahurt. Đây là sản phẩm hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, cải thiện tình trạng bệnh gút, giảm thiểu tối đa triệu chứng sưng viêm hay là đau khớp do bị gút, từ đó ngăn chặn nguy cơ xuất hiện các biến chứng nặng nề sau này. Ông Bùi Xuân Hoán tại Cầu Giấy, Hà Nội đã chung sống cùng bệnh gút gần 20 năm nay. Dù điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau nhưng hiệu quả vẫn không thấy rõ. Trong một lần tình cờ đọc thông tin trên mạng, ông đã đặt mua và dùng thêm sản phẩm gút Metahurt. Mặc dù thời gian đầu sử dụng sản phẩm, ông đã bị đau khá nhiều, nhưng điều bất ngờ là chỉ sau hơn một tháng kiên trì sử dụng, ông Hoán đã cảm nhận được bệnh tình có những chuyển biến tích cực. May mà tôi tìm được cái thuốc này thì nói đến bây giờ mà nói thì là ăn uống tốt rồi. Tất cả các cái đầu gối, khớp chắc là coi như ngon lành, không bị đau nữa. Hôm nọ mấy bạn bè rủ nhau đi Quảng Ninh thì đã ăn hải sản. Nhưng mà tất nhiên là sẽ phải chế độ gắt thì nó vừa phải thôi. Bệnh gút là do tăng axit uric trong máu kéo dài gây hiện tượng kết tinh tinh thể muối urat, lắng đọng ở các khớp xương, làm cho người bệnh có cảm giác đau đớn, tê buốt, nhất là vào mùa lạnh. Đông y điều trị bệnh này chủ yếu lựa chọn các thảo dược có tác dụng làm giảm axit uric trong máu bằng cách trung hòa axit máu và ức chế tạo thành axit, làm tan các tinh thể muối urat ở các khớp xương, giảm đau, kháng viêm tiêu sưng. Nếu mà ta dùng cái thuốc từ thảo dược ấy, thì ta coi cái bệnh gút ấy là một cái bệnh do phong thấp nhiệt gây ra, cho nên là ta phải dùng những vị thuốc, thứ nhất là những cái vị thuốc thanh nhiệt, như là ta có thể dùng những cái vị như là đỗ xanh, như là bột công anh là thanh nhiệt tiêu độc. Rồi thì ta có thể dùng những vị thuốc nó khu phong như là hy thiêm, rồi những vị thuốc nó trừ thấp như là thổ phục linh, như là tỳ giải. Chung dùng những cái thảo dược thì cái tác dụng phụ nó rất ít, cho nên là rất an toàn. Với sự hỗ trợ tư vấn của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược liệu Phương Đông đã cho ra đời sản phẩm Gút Metahurt. Đây là sản phẩm được bào chế từ các thảo dược tự nhiên như hy thiêm, thổ phục linh, bổ công anh, tỳ giải. Các thảo dược này đã được sử dụng lâu đời trong dân gian nên được chứng minh từ thực tế về tính an toàn. Để giữ nguyên các hoạt chất có trong các loại thảo dược tự nhiên, ngay từ khâu sơ chế, công ty đã sử dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống sấy hút chân không ở nhiệt độ thấp. Sau đó là quá trình chiết xuất, chọn lọc và lên men công nghệ cao. Sau khi sơ chế nguyên liệu tốt thì mình dùng phương pháp tách chiết chọn lọc, là tách chiết lấy chất chính hoặc nhóm chất chính trong cái thành phần dược liệu đó, trong cây đó, để làm sao phối vào cái bài của mình nó đạt được hiệu quả cao nhất về cái dược tính. Cái thứ ba là làm giàu nó, một số cái thành phần phải làm giàu nó bằng công nghệ lên men enzyme, phải dùng enzyme để làm giàu cái hoạt chất hoặc nhóm chất mình cần lấy để cho cái hoạt chất đó có tỷ lệ cao nhất. Dù có nhiều ưu điểm nhưng hoạt chất của các thảo dược đều là chất kém tan nên sinh khả dụng kém. Để khắc phục được nhược điểm này, Công ty Cổ phần Dược liệu Phương Đông đã bào chế viên gút Metahurt ở dạng nano giúp các hoạt chất được giải phóng từ từ vào máu. Nồng độ hoạt chất luôn được ổn định, ít bị đào thải, làm tăng tác dụng trị liệu của sản phẩm. Do vậy, người sử dụng viên gút Metahurt chỉ cần uống 2-4 viên một ngày là đã phát huy tối đa tác dụng. Viên gút Metahurt là sản phẩm có tác động tổng hợp như sau. Thứ nhất là có thành phần kháng viêm giảm đau dạng thực vật. Cái thứ hai là có khả năng cái ức chế enzyme XOD để tạo ra cái axit uric mới. Cái thứ ba là có tính kiềm tính sinh học để trung hòa axit uric có trong máu. Cái thứ tư là có khả năng bào mòn cái muối urat để chuyển ngược trở lại thành axit uric trong máu. Cái thứ năm là có tác dụng bổ thận để có thể đào thải toàn bộ cái axit uric ra ngoài cơ thể. Chính vì vậy khi sử dụng viên gút Metahurt này sẽ có tác động tổng hợp để có thể khả năng bào mòn cái muối urat một cách hoàn toàn mà không gây ra tác dụng phụ. Viên gút Metahurt là sản phẩm áp dụng công nghệ bào chế hiện đại, do đó các sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh mà hầu như không gây ra tác dụng phụ.
Ba công nghệ được sử dụng với dòng MetaHerb là công nghệ chiết xuất có chọn lọc các hoạt chất từ thảo dược, sử dụng phương pháp lên men công nghệ cao, sử dụng công nghệ bào chế nano. Từ đó giúp cho các sản phẩm MetaHerb có tác dụng nhanh hơn phương pháp đông y truyền thống và không có tác dụng phụ như hoạt chất dạng tổng hợp. Bên cạnh đó, một triết lý xuyên suốt toàn bộ các sản phẩm MetaHerb là triết lý đa đích, nghĩa là một sản phẩm nhưng có nhiều tác dụng, đảm bảo hỗ trợ cơ thể một cách toàn diện và an toàn.